Mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Bữa nay Diệu Huệ chia sẻ món đậu hũ lúc lắc. Sau đây Diệu Huệ chia sẻ nguyên liệu và công thức làm. 200 g đậu hũ. Cái đậu hũ này á là Diệu Huệ tự chế biến tại nhà. Cô chú anh chị em và các bạn mình quan tâm đến công thức á thì đi vào phần mô tả, Diệu Huệ ghim cái đường link ở trong đó, các bạn click vào xem ha. 200 g ớt chuông, củ hành 100 g, hành ba rô cho các bạn ăn thuần chay. Các bạn ăn chay vì sức khỏe thì ăn hành gì cũng được. Các bạn ăn chay cử ngũ vị tân thì bỏ qua hành tỏi ha. Một ít ngò rí, gia vị nêm thì muối, bột nêm chay, đường. Các bạn ăn bột ngọt thì cho thêm bột ngọt, tiêu, dầu hào chay, nước mắm, nước tương. Đơn giản nhà mình có gì nêm nấy. Chút nữa Diệu Huệ nấu rồi Diệu Huệ chia sẻ ha. Nguyên liệu này Diệu Huệ đã rửa sạch rồi, bây giờ mình cắt ra là nấu thôi. Cái đậu hũ này mình cắt viên vuông như thế này ha. Rồi Diệu Huệ cắt xong hết cái đậu hũ rồi, giờ mình cắt cái ớt chuông ha. Ớt chuông này mình bỏ phần cuống và phần hột đi ha. Mình cắt miếng vừa ăn. Hành tây mình cũng cắt miếng vừa ăn ha. Rồi, Diệu Huệ đã cắt xong cái nguyên liệu rồi, giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu vô. Mình chiên đậu hũ ha các bạn. Mình chiên cái đậu hũ này á, thì mình để lửa nhỏ thôi để cho cái đậu mình nó vàng đều và đẹp ha. Cô chú anh chị em và các bạn mình mà ai chưa đăng ký kênh ẩm thực chay này á, thì cũng đăng ký để nhận thông báo các video mới tiếp theo ha. Đồng thời sau khi xem thì chia sẻ lên Facebook và Zalo cá nhân cho mọi người cùng xem để lan tỏa món ăn chay ha. Rồi miếng đậu vàng như thế này là gấp ra được ha. Rồi mình gấp hết đậu ra rồi mình trút dầu ra cái chén này để mình sử dụng cái chảo mình xào. Mình sử dụng khoảng một muỗng canh dầu. Rồi mình ướp gia vị vô trong cái đậu hũ này ha. Một chút xíu muối thôi ha. Một muỗng cà phê bột nêm. Đường các bạn nêm theo khẩu vị gia đình ha. Một chút tiêu, các bạn ăn bột ngọt thì nêm bột ngọt ha. Một muỗng cà phê nước mắm chay. Cái nước mắm chay này là Diệu Huệ tự chế biến ở nhà. Diệu Huệ bỏ trong ngăn đá tủ lạnh. Bạn nào mà quan tâm đến công thức chế biến nước mắm chay tại nhà thì đi vào phần mô tả, click vào cái đường link Diệu Huệ ghim đó để xem cách chế biến nước mắm chay tại nhà ha. Tiếp đến là một muỗng cà phê nước tương, một muỗng cà phê dầu hào chay. Chỗ các bạn người ta không bán dầu hào chay thì các bạn khỏi nêm dầu hào chay cũng được ha. Chú anh chị em và các bạn mình ai mà thích ăn cái vị thơm nồng nàn thì mình cho vô đây một chút ngũ vị hương. Còn không thích thì khỏi bỏ cũng được. Bởi vậy cho nên hồi nãy Diệu Huệ không có chia sẻ cái ngũ vị hương ha. Cái này mình chỉ cho xíu xíu thôi chứ mình cho nhiều quá là cái vị nó hắc và đắng. Một chút xíu hành ba rô băm ha. Rồi mình ướp đậu hũ.
mới chỉ ướp cái đậu hũ thôi mà thơm quá xá thơm luôn á cô chú anh chị em và các bạn. Mình ướp đậu hũ xong rồi giờ mình bật cái bếp lên ha, cho dầu nóng. Dầu nóng rồi mình cho hành vô đây, mình cho hành ba rô vô, mình xào cho thơm. Hành thơm rồi á, mình cho cái phần ớt chuông với hành tây vô, mình xào. Các bạn ăn được cái hành này á, hăng hăng á, thì mình cho vô cùng lượt. Còn Diệu Huệ thì thích xào cái hành này trước khoảng vài chục giây cho cái hành tây này nó tái tái đi chứ đã. Rồi sau 20 giây thì Diệu Huệ cho cái ớt chuông này vô, mình tiếp tục xào. Rồi mình cho cái ớt chuông vô xào vài chục giây thì mình cho cái phần đậu hũ này vô đây. Mình tráng cái tô này để mình lấy hết cái phần gia vị ha, mình cho vô. Cái món này là đậu hũ lúc lắc, nên cái chảo nhà cô chú anh chị em và các bạn mình lắc được thì mình lắc ha, còn không lắc được thì mình xào bình thường như thế này cũng được. Rồi mình cho đậu hũ vô mình xào chừng vài phút là được ha cô chú anh chị em và các bạn. Cái ớt chuông và hành tây này mình xào chín quá nó sẽ không ngon ha. Rồi giờ mình nêm vô một chút tiêu xay, quá sát thơm luôn. Rồi cho tiêu vô mình trộn đều. Rồi mình trút ra dĩa ha. Cô chú anh chị em và các bạn thấy Diệu Huệ chia sẻ món đậu hũ lúc lắc này ngon thì tặng like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo các video mới tiếp theo, đón xem nhiều món ăn chay ngon hơn nữa. Rồi mình trút ra mình cắt lên đây thêm một ít ngò rí để tăng thêm cái vị thơm hấp dẫn ha. Rồi món đậu hũ lúc lắc của Diệu Huệ cũng đã hoàn hảo rồi. Diệu Huệ chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng làm món đậu hũ lúc lắc này ăn ngon miệng. Video hôm nay Diệu Huệ xin được dứt ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ nhiều món ăn chay ngon hơn nữa.